biết, tại vì các bạn chắc là cũng không đang là mình không có tìm hiểu hoặc là không có chia sẻ và biết được đã biết thì nó nghe nó rất là con thích là mình không làm được rồi. Đó, thì theo chị là khó khăn như nào? Thì là phần cảm âm đó hả? Còn riêng anh Khánh cái nào cũng khó hết, thì cái nào khó hết, cái nào khó anh Khánh hả? Chưa quen thì còn anh Lý em thì ok rồi, chỉ còn cái phần cảm âm cao lên là khi nói tới anh thì em cảm thấy là ok thôi. Ok có những vấn đề như là không cảm thấy khó khăn nữa, là anh cảm thấy là chơi ok mà hiểu được hết chưa? Nói chung là tự chơi mình là ok rồi, còn cái phần là mình đang bổ sung thêm cái kiến thức là cảm âm thôi, cảm âm cho nó hoàn hảo nên những đôi clip của nó là hoàn viên con trai đồ chưa quen chưa quen chuyển học âm hả? Còn gì nữa không? Rồi bây giờ mình đã biết được mình sẽ giải quyết từng cái khó khăn cho các bạn để nắm các bạn để mình có thời gian tập kia. Đối với chị Mai là chị nó khó khăn cái gì? Cái âm chặn. Giờ bây giờ mình sẽ chia sẻ một cái gì nè. Nếu các bạn cảm thấy khó khăn cái gì á, thì đầu tiên các bạn sẽ tập cho mình cái phần của nó. Nó phải đọc. Kiếm ai khó khăn gì thì mình tập quen cái này trước ha. Mì, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Mình đánh từ trên xuống dưới tới nó Sol là mình ngược lại và giữ nhịp nha. Đó, cái chân mình cứ đạp lên xuống và đánh ngược lại. Trước mắt mình phải tập cho quen cái nhịp nè, giảm như xuống là nó đen. Khi nó quen nó đen rồi mình sẽ chuyển qua cái giai điệu. Ví dụ mình tập thử cái giai điệu nào, ví dụ hamarada, ví dụ bùng chát đó, một nhịp đó ha, bùng và chát này, chát đó, cứ giảm như điệu bùng mình đã tập đây nè. Đó, quen cái chân rồi, dậm cứ dậm giữ nhịp. Rồi bắt đầu mình rap bài hát vô, rap cái nhạc vô, rap cái giai điệu á. Là mình phải giữ vào cái chân đó mình cứ tập hoài thôi. 1 nè. 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1. Đó. Đây là món vấn đề rồi, mình làm quen hết đen thôi. Rồi sau đó mình quen nó đen rồi mình tập móc đơn lên. Đó là một quá trình để tập luyện nhịp. Tại vì cô Mai các bạn, khi mà các bạn tới đây các bạn đã học nhiều thầy cô các lớp khác rồi, khó sửa các chỗ khác á, người ta không có chỉ cho các bạn nhịp chân trước đó, nên nó khó lắm, vấn đề khó lắm. Mình phải học nhịp, học nhịp, học nhạc lý giống như các bạn đồ này. Bạn đây bạn học, bạn tập, bạn phải có nhìn vô cái bài hát này, phải nốt nhạc thế này và phải nhịp chân theo cái tiết tấu này nè. Tại vì bài này là học trò của mình từ đầu, phải ông đồ đúng không, thì mình dạy cho bạn đây là phải biết nhìn nhạc bài hát thì nó quen gần dần rồi. Thì một cái chuyện đó thì sau này cái chuyện chị Mai khó khăn thì bạn để làm đúng không, thầy nói đúng không đó. Còn các bạn đã học được chỗ khác sắp đến đây là chỗ khác nó không dạy như mình, bạn bỏ qua phần này thì đối với chuyện khó khăn là phải rồi đó, thì cố gắng tập nha, cố gắng tập. Giờ nha, cách khắc phục á là gì, phải tập điện ngón nè đó, tập nhẹ thôi, đây là bài tập nhẹ nhất. Cái này cô Mai biết chưa, cứ tập đi xuống và nhớ cái chân mình lúc nào giữ gì chậm thôi, đừng có nhanh ha. 1 nè, 2
là cứ dập chân xuống qua đánh một nốt liền, thì canh cái một nhịp á, mình dập chân chân xuống đất á, là tay phải đánh xuống một nốt thì cái hoa cái son à, và cái chân giữ đều nha, chứ không có chân và cái tới đó rồi cái lưng là cái tay đánh đâu. Quan trọng là cái chân của chị phải là đập chân xuống giữ nhịp đều à, hiểu chưa? Đó, cứ dập chân xuống đấy. Rồi bây giờ đốc viên anh Tú à, anh Tú cái phần này nó khăn còn gì, khăn còn gì người ta hát cũng cứ theo là tập ăn theo nghĩa là cái cả năm hay là chỉ học ăn cả năm à, cả năm thì từ từ mình đang học mà cả năm là cơ là không phải là học một ngày một buổi là làm được, mình phải tập một thời gian lâu lắm từ 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 nó sẽ quen hơn từ từ à. Giống như ở đây Lý thì mình học chưa tới một khóa đúng không? Vâng, từ Tết tới giờ đúng không? Qua từ trước Tết tới giờ thì bạn đó là cả năm cũng được đó. Đó cả năm nó không phải là có một tới một chiều được, nó phải nghe từ thấm vô tai mình là chỉnh sửa à đó. Phải nó còn ý là mình vấn đề khó khăn trước đó là cái gì nữa không? Trong quá trình còn còn hồi cảm ơn nó còn gì khó khăn gì nữa không? Thank you.
từ từ nhé. Đó. Rồi còn đồ một trăm. Hãy có nói gì? Thì bây giờ con tập chiếc ăn, con tập từ từ thôi. Bây giờ con tập bài đơn giản thế này, bài nào cũng vô. Đánh, con đánh điều vừa xin cô đánh đi. Đúng không? Con có chuyện. Hiểu không?